Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9 tháng 6, tại nhà giam giữ của Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ việc 5 đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ gồm Vũ Văn Dũng, sinh năm 1995, ở Mỹ Hào, Hưng Yên, Đinh Khánh Đạt, sinh năm 1996, ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Vũ Thành Nghị, sinh năm 1990, ở Ninh Giang, Hải Dương, Đào Đình Kiên, sinh năm 2001, ở Mỹ Hào, Hưng Yên, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991, ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Theo lực lượng chức năng, nhóm 5 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày làm tường nhà giam bị ẩm. Các đối tượng đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà giam giữ. Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại thành phố Hải Dương lấy ô tô mang biển kiểm soát 34A46872 màu trắng để chạy trốn. Cả nhóm 5 đối tượng lên xe ô tô chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, phát hiện xe của nhóm này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Hiện chưa rõ thông tin 5 đối tượng đã lẩn trốn tại đâu. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã 5 đối tượng trên. Trước sự việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Bất kỳ công dân nào nếu phát hiện đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.